Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến đã quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay cảm ơn tất cả quý khách hàng rất là nhiều ở khắp mọi miền đất nước đã ủng hộ rất là nhiều dòng máy cắt 50 đến từ xứ sở Chùa Vàng, Thái Lan. Một cái vùng đất nước rất là gần gũi đất nước chúng ta. Đây là khách hàng, đây là cảnh toàn bộ khách hàng chiều nay đặt rất là nhiều. Đặc biệt là mình sẽ làm một cái video test cho anh. Anh này là em, mình cảm ơn anh rất nhiều. Anh yêu cầu em phải làm cho anh là anh Trường ở Sóc Trăng. Em sẽ test con máy này cho anh nha. Số series của anh sẽ là số này nè, anh Trường 25342. Rồi, và bên này là cảm ơn anh Tư Vĩnh. Anh đã ủng hộ cũng dòng máy ạc 350 đến từ thương hiệu Săn Vô nè. Lâu rồi mình cũng không có rảnh làm video nữa. Quý khách nhớ dòng này không? Nó đây là đồ hàng chất lượng cao mà. Kiềm hàng và cáp 35 ly vuông cán gỗ. Cảm ơn anh Tư Vĩnh nha. Cảm ơn rất nhiều. Và đây là những cái dòng máy cắt 50 và anh em kỹ thuật đang test để chuẩn bị đóng gói gửi đi bưu cục Viettel. Rồi. Đó, em đã test máy cho anh Trường rất là ổn rồi nha anh Trường nha. Rồi xong, bây giờ tiếp theo sẽ cho anh em đóng gói để đi giao lên bưu cục Viettel với cũng như giao hàng tiết kiệm những cái cục hàng này. Và ở trong kia cũng còn một mớ máy mít 250E nữa. Và chương trình tiếp theo là mình sẽ giới thiệu sale dòng máy ạc 210 Airbus mới về trên chiếc xe ba gác. Chút xíu mình sẽ chiếu cho quý khách coi cái cảnh mà xe ba gác mình về nha quý khách hàng nha. Rồi, dạ cảm ơn tất cả quý khách hàng nha. Và đây là toàn bộ những cái đơn hàng mà vẫn chưa đóng xong thì chuẩn bị sẽ bỏ lên xe để đi Viettel và giao hàng tiết kiệm, hai đơn vị mới giao được. Rồi bây giờ mình sẽ vô chương trình chính của ngày hôm nay nha. Trên màn hình của quý khách hàng là mình đang định sale hai cái mã sản phẩm, cái chỉ có 5 con máy tích 250BC ở đằng xa đó quý khách. Tích 250BC nè, mình sẽ sale 5 con giá đặc biệt mà thôi. Chắc trong chương trình ngày hôm nay mình tạm thời mình ngưng lại, ngày mai đi mình sale. Còn bây giờ mình sẽ mừng là rất là lâu rồi thì cái dòng này, dòng Boss ạc 210E này nó đã vắng mặt lâu. Thì hôm nay về được một xe ba gác thì mình sẽ dành ra 50 con để mình sale, để gửi lời tri ân của mình đối với tất cả những quý khách hàng đã thương mến và ủng hộ trong suốt những cái tháng ngày mà dịch bệnh của năm 2021 đó quý khách. Thể hiện lòng tri ân với tất cả quý khách hàng là mình sẽ dành ra 50 con và mình sẽ sale cho quý khách một cái giá để mình có thể đầu tư một cái dòng máy với tầm giá vừa phải nhưng vẫn có thể sử dụng để mình đi kiếm tiền và có thể làm những công trình như là cửa sắt, rồi làm cửa nhôm, cửa đại loại, rồi cửa kéo, cửa cuốn gì tất rất là nhiều. Và cũng như những quý khách hàng nào mà không có chuyên nghiệp, không có đi làm nhà xưởng thì vẫn có thể mua để sử dụng trong gia đình cũng được. Thì thôi mình không nói dông dài, mình sẽ vô chương trình cụ thể nha quý khách hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở một cái máy ra để mình review lại cho tất cả quý khách hàng. Nhớ về em nói nha quý khách hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu khui em nó ra nha quý khách hàng nha. Đây là cách đóng gói của em nó. Đó, mình sẽ bắt đầu khui ra. Đóng gói rất là bài bản, có hai cục mút chụp hai đầu. Đó. Trong đại dịch thì quý khách đã biết về dòng máy này rất là nhiều rồi. Đó, thì đây là máy nó. Rồi mình đã bỏ được lên bàn, đây là dây kìm hàng kẹp mát của em nó nha quý khách hàng nha. Rồi đây đồ đạc của nó mình sẽ bỏ vô. Cái thùng của nó là thùng in màu rất là đẹp nha quý khách. In màu, nó đây là cái thùng máy đúng của kênh Máy Hàng Em Quyền. Hiện giờ trên thị trường ngành hàng á, nó mọc ra nhiều dòng máy Boss lắm quý khách. Nào là có cánh không cánh, đây là thương hiệu chủ lực mà mình đã
lập ra rất là nhiều năm rồi, mà bây giờ nhiều người cho nó mọc cánh ra rồi bán tùm lum hết đó. Rồi, quý khách thấy nè, mình đã có gắn một cái đồng hồ thật trên đây. Đồng hồ này là cái đồng hồ để đo dòng thật của một con máy hàng. Thì đây là một con máy là quý khách có thể kéo đũa 2 ly 6 và 3 ly 2 tối ngày sáng đêm. Đây là một cái dòng máy đáng để quý khách đầu tư. Thì với cái sự tin tưởng và ủng hộ cũng như là giúp đỡ của quý khách hàng, thực ra mình sống trên cuộc đời này mình nhờ cái tấm lòng và cái sự mình luôn luôn khắc ghi cái câu là tri ân và nhớ ơn khách hàng. Thì đó là cái động lực chính để mình tồn tại, mình sống. Thì mình sẽ bỏ ra 50 con máy thôi, chứ mình sẽ sell với cái giá mang tính chất gọi là tri ân quý khách hàng. Rồi bây giờ mình không để dòng dài nữa, mình vô mình nói cái giá, rồi sau đó mình vô mình hàng thử cho quý khách 10 cây đũa hàng 3 ly 2 nha quý khách hàng nha. Thì giá bán sẽ là 1.350.000. Thì cái thùng hồi nãy mình khui ra quý khách coi rồi đó, mình review lại lần nữa xung quanh tổng thể cho quý khách nhớ nữa nha. Đây, đây là kèm hàng kẹp mát của nó cho theo nè. Hồi nãy mình cũng đổ ra rồi. Đây, tổng thể em nó rất là dễ thương, mình không có làm giống người ta là đo bằng thước bằng gì mất công lắm. Quý khách để ý cái tay mình, cái tay của con người mình là tầm 2 tấc. Thì mình kéo ra đây cái đoạn dài nhất nè. Này là 2 tấc, chỗ này là khoảng 8 phân là 2 tấc 8. Rồi cái độ cao của nó, chỗ cao nhất là chưa tới 2 tấc nha quý khách. Cao nhất là chưa tới 2 tấc. Cứ cho là 2 tấc đi, thì độ dài này là 2 tấc 8, độ cao này 2 tấc. Và bề ngang này là một khoảng 140 á, hoặc là cỡ 1 tấc 4 á. Rồi, giá sẽ là 1.350.000. Thì trong 50 con này nè, mình sẽ dành ra 50 con thì mình sẽ tặng cho quý khách nha. Một cái kính hàng điện tử. Đúng 150 con thôi, một cái kính hàng điện tử. Nha quý khách hàng, một cái kính hàng điện tử. Và một cái máy khoan 13 ly. Đó, thì đây là một cái bộ mà quý khách đầu tư á, nó sẽ ví dụ như mấy anh mà đi làm thạch cao hay là trong cái xưởng cơ khí á, thì rất là hữu ích. Đó, đây là cái khoan 13 ly. Đó, giá là mình chỉ ưu ái dành 50 con mới về thôi. Đó, đây là toàn bộ phần quà của nó, một cái kính điện tử. Giá 1.350.000 nha quý khách. Đây là cái hộp đũa 3 ly 2, một cái khoan 13 ly. Rồi mình cắm cho mình test cho khách coi luôn, khoan 13 ly. Cái này mình bán thường nó có điều tốc nha. Khoan 13 ly có điều tốc. Đó là phần quà dành cho quý khách hàng. Đây, có tay cầm đồ đàng hoàng đầy đủ. Cái này quý khách cũng biết nhiều rồi, mình cũng có bán. Hiện giờ mình đang bán sale á, bình thường mình sale kiểu Mỹ á, mình bán con này là 350, nhưng mà trên thị trường người ta sẽ bán cái này cho quý khách hàng là 550.000. Đó, thì mình không có cái kiểu mà cộng vô rồi nói ra nó vô. Mình sale là mình sale kiểu Mỹ thật. Thì 1.350.000 nó sẽ, mình tặng cho quý khách hàng một cái khoan 13 ly nè, một cái kính điện tử nè. Và đồng thời á, mình sẽ tặng cho quý khách hàng thêm một cái kìm kiểu Mỹ này nữa, để mình dự phòng. Tại vì máy nó hoạt động một thời gian thì có thể nó hư cái đũa, cái kìm. Đó, thì đây là toàn bộ phần quà tặng mà kênh máy hàng Quyền ưu ái sale cho 50 con Boss 200, con máy hàng Boss model là AC 210E này nha quý khách hàng. Đó, đầu video vô mình nói giá luôn chứ không cần dài dòng, tại vì tất cả quý khách hàng đã trong đại dịch đã hiểu rất rõ về dòng máy này rồi. Mình mà tồn tại qua cơn đại dịch thì cũng đã nhờ rất là nhiều quý khách hàng thương mến và ủng hộ. Đó, thì bây giờ mình sẽ để cái phần quà này đây. Đó, mình nhắc lại một lần nữa, và mình vô mình hàng chắc 5 cây que 3 ly 2 nha quý khách. Đây, trên màn hình là đũa 3 ly 2 nè. Đây, đây là đũa 3 ly 2. Đó, đũa 3 ly 2 của Kim Tính, nguyên một hộp luôn. Rồi, thì bây giờ mình hàng 5 que, và mình sẽ, giá mình cũng nói ngay từ đầu rồi, tất cả quý khách hàng cũng biết rồi, thùng bọng rồi cũng biết hết rồi. Đó, mình nhắc lại cái phần quà, cái mình vô mình hàng liên tục, quên nữa, thêm nữa, tặng cho quý khách thêm một cái đôi bao tay này nữa. Đó, thôi bây giờ mình hàng xong đi, mình quay lại mình nhắc lại lần nữa cho quý khách nè, hàng nào mà lỡ có tua video thì sẽ coi nó dễ hơn. Rồi bây giờ đây là mình đang gắn cái dấu vô dấu cộng nha quý khách. Ngay chỗ này mình sẽ gắn kìm hàng que vô, mình mới đo dòng thật của cái máy cho quý khách coi. Rồi cái kẹp mát là mình gắn bên dấu trừ nè. Rồi bây giờ mình cho phép mình đè xuống nha. Rồi ok, thì bây giờ
Bây giờ mình sẽ cắm điện vô nha quý khách hàng nha, cắm điện nguồn vô và mình mở máy lên. Đó, máy có phạm vi chỉnh là từ 16 ampe cho đến là 200 ampe. Đó, model là 210E. Đó, mình bắt đầu mình vô mình đo, mình hàng cái ampe lớn nhất để quý khách coi cái dòng thật của nó trước. Rồi mình sẽ có một miếng con nè, mình cắt lên con cắt LATMA CUT 50 nè quý khách. Mình hàng lại mấy ngày nay nè. Này dày 15 ly. Dày 15 ly. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình hàng nha. Quý khách để ý rất kỹ nha, mình sẽ hàng liên tục. Kẹp mát mình sẽ kẹp vô đây. Rồi mình sẽ kẹp mát vô. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình gắn cái kèm hàng que vô nha quý khách hàng nha. Đây. Kèm hàng que nè, bắt đầu mình sẽ gắn kèm hàng que vô nha. Đầu tiên mình sẽ test cái, mình mượn cái đũa ẩm ướt này, nó để chi? Đũa ẩm ướt này mình dễ test dòng thật, quý khách để ý cái dòng thật của nó nha. Máy này nó có chức năng chống dính và chống giật nằm bên trong nha quý khách. Rồi bây giờ mình vô nè, mình chọc cái đũa này để mình quý khách đo cái dòng thật của nó coi như ampe nha. Đó quý khách thấy không? Zoom lên lẹ. Đó, đây là nó đang ở chức năng chống dính luôn nè, quý khách thấy không? Lửa ngút lên nè, đó, đó. Và ampe đang giữ cứng ngắc luôn, 180 ampe. Thấy rõ chưa? Em zoom cái đồng hồ lên coi. Zoom rất rõ cho quý khách coi, đó và đang thể hiện cái chức năng chống dính luôn. Đó. 180 ampe. Đổ 3 ly 2 thì mình sẽ hàng ở dòng 150 ampe thôi quý khách, để chi? Máy mạnh mà, không cần để lớn. Nó dày quá mình phải tăng lên chút xíu. Cho đốt cho nó nhanh đi để video nó dài. Mình tăng lên 140. Rồi, một cây thứ nhất bỏ. Bây giờ mình sẽ đổi cái nón mà mình đổi cái kiến mà mình tặng quý khách hàng vô mình hàng thêm cây thứ hai, cây thứ ba đi. Đây. Đây là cái kính điện tử mà mình tặng quý khách hàng đây. Mình sẽ lột garanti ra mình hàng thử nha. Thôi mình mở ra cho lẹ đi. Đây, đây là cái kính điện tử mình tặng quý khách hàng nè, mình sẽ đeo vô. Rồi bây giờ mình vô mình hàng nha. Cây thứ hai mình đeo bằng cái kính mà mình tặng khách hàng, mình vô mình hàng luôn cho nó bài bản. Nó đưa lên màn hình bữa coi. Chào quý khách hàng nha, thân mến chào quý khách hàng. Đeo kiến này đẹp trai rồi đúng không? Đó, vô. Mình tranh thủ cho video nó nhanh chút. Tại mình hàng cái đũa này, cái miếng to này dày 15 ly, mình tăng lên vòng 150 đi. Rồi, vô quất liền. Cây thứ hai nha. Rồi tiếp tục qua đường thứ hai, tại cái miếng này nó ngắn quá, buộc phải hàng hai đoạn chứ kéo một cây liền không được. Cái khúc thép này nó dày 15 ly mà nó ngắn quá, hàng không hết cây đũa. Rồi cây thứ hai nó lật cái dãy xuống luôn rồi hả. Rồi vô cây thứ ba. Cây thứ ba nha quý khách hàng nha, cây này. Hồi xưa này mới về được một xe ba gác cỡ khoảng 500-600 con gì đó quý khách. Thì thôi mình lấy ra 50 con này. Mình tri ân quý khách hàng mà đã từng giúp đỡ mình đó. Thì quý khách sẽ nhớ về cái dòng máy này. Quý khách là ủng hộ rất là nhiều. Mình đi xuống dưới Cần Giuộc nè, mình đi lên Long An nè, mình đi lên Long Khánh nè, mình chạy lên Bình Dương, Dĩ An nè, mình lên tới Tân Nguyên, Bình Dương nè, mình đi hầu như khắp gần hết mấy cái tỉnh miền Tây trong mùa đại dịch luôn. Đó, đây là cây thứ ba. Đó, quý khách nhìn nè. Đó, đây là cây thứ ba. Rồi mình vô cây thứ tư rồi mình sẽ
kết thúc video này nha quý khách. Rồi, cây này cây thứ tư. Rồi, vô hàng nha quý khách. Mình đang hàng bằng cái kiến của mình tặng quý khách hàng luôn nè. Em có thể chiếu lên, lướt qua mặt anh cái coi. Đó, để quý khách thấy anh đang đeo cái kiến mà anh tặng khách nè. Rồi, quay lại đi, đừng quay mặt anh nhiều quá. Chừng nào đủ 50.000 subscriber rồi mới xuất hiện được. Xấu quá mà, xấu tự nhiên mà. Mình không xuất hiện không phải là gì quý khách, tại mình xấu tự nhiên. Ngại lên màn hình, kỳ lắm. Máy này quý khách mua về thì thôi, 6 tháng sau đã lấy vốn. Mình bảo hành máy này là 18 tháng nha quý khách hàng nha. Cho quý khách hàng thỏa mãn trong vòng 2 tháng. Tức là quý khách mua máy này về không có đúng giống những gì mình đang làm nè. Mình đang hàng như y vậy, quý khách về làm nói ủa sao tao hàng không được. Thì quý khách trả lại cho mình, không sao hết. Còn khúc nữa mình hàng là xong luôn nha quý khách. Rồi xong. Rồi chiếu gần cho quý khách coi mấy cái đường hàng đi. Rồi anh báo giá lại lần cuối rồi cuối cùng nữa rồi mình chia tay quý khách hàng. Tranh thủ thì video dài quá. Đây là mấy cái đường hàng mà ấy mình hàng nè. Ngấu miên man nha quý khách. Chứ không phải giống người ta hàng mà nó thiệt á. Được. Đây. Tự nó tróc giải ra khỏe lắm. Đây. Một đường nè, ba hai đường nè, ba đường nè. Bốn nè, đường này nãy nó dày quá đó, mình đó đây. Bốn đường. Quá đẹp. Rồi. À, mình sẽ báo giá lại. Trong chương trình này mình sẽ sale cho quý khách hàng kiểu Mỹ đúng 50 máy, giá 1.350.000 bao ship toàn cầu. Ấy lộn, toàn quốc. 1.350.000 sẽ bao gồm nè quý khách, kìm hàng, kẹp mát theo cái máy này, nó như vậy nha. À, tặng một cái kiến mà mình đang đeo nè, một cái kiến đeo rất là sáng sủa đẹp trai, một cái kìm hàng kiểu Mỹ, tặng thêm một cái máy khoan 13 ly nữa, giá 1.350.000 bao ship toàn cầu. Ấy lộn, toàn quốc. Lộn. Rồi, giá nó sẽ là vậy mà chỉ có 50 con nha quý khách. Sale luôn cái kiểu này hoài chắc thiệt là không biết có, không đủ chi phí để duy trì hoạt động của công ty nha quý khách. À, đây là cái giá tri ân mình mang ơn rất tất cả những quý khách hàng trong cơn đại dịch vừa rồi, cũng như những quý khách hàng đã subscribe kênh và cũng như đang ủng hộ kênh gần đây. À, đây là tri ân từ tận đáy lòng mà mình sale thực tình chứ không phải là cộng giá lên rồi hạ giá xuống đâu nha quý khách. Rồi. À, một lần nữa cảm ơn quý khách hàng rất nhiều. Quý khách hàng nào chưa đăng ký kênh, nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào thẻ chuông để nhận những video mà mình sẽ post lên hàng ngày nha quý khách hàng nha. Quý khách hàng tranh thủ ủng hộ, mình sẽ sell đúng 50 con này thôi nha. Đúng là trong chương trình mình có sell thêm 5 con máy tích 250BC đời mới của Tenja mới về chung với con cắt 50 nữa. Nhưng mà thôi mình hẹn lại trong chương trình ngày mai mình sell sau đi nha quý khách, để video nó dài quá. Rồi xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng. Chúc tất cả quý khách hàng một ngày thật an lạc và vui vẻ.